Quân đoàn 4 tổ chức khai mạc hội thao cứu hộ cứu nạn năm 2023. Tại hội thao, gần 100 vận động viên, huấn luyện viên của 8 đội tuyển đến từ các sư đoàn, lữ đoàn, nhà trường tranh tài. Mỗi đội phải hoàn thành các giai đoạn liên hoàn theo từng bài thi, vượt vật cản huấn luyện thể lực, lái xe ô tô Kamaz 43266, bắn súng K59. Trong đó gồm nhiều nội dung như vượt chướng ngại vật, cứu hỏa, phá vỡ công trình đổ sập, cứu người bị thương, vượt hào, bắn đạn thật, v.v. Đặc biệt có nhiều nội dung vận động viên phải sử dụng đồ phòng hóa, thiết bị chống độc, mang vác nặng vượt tường cao, hào sâu, nguy hiểm. Đây là đợt sát hạch toàn năng về nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải thuần thục về kỹ năng, bền bỉ về thể lực và có ý chí cao.